Cỡ mẫu của nghiên cứu này được tính toán dựa trên việc đảm bảo đủ sức mạnh thống kê. Cụ thể, nhóm nghiên cứu ước tính cần một nghiên Thế còn cái chính của mình này, thì mình sẽ kích vào cái chat GPT này, mình mở ra này. Đúng không? Thế thì có phải là tôi đã từng dạy các bạn là bây giờ chúng ta muốn làm cái gì đấy, thì mình hỏi nó thôi, đúng không? Chúng ta là người mới nghiên cứu chẳng hạn, thì thậm chí mình có thể hỏi những câu hỏi là bây giờ, Mới làm nghiên cứu đúng không? Mới làm nghiên cứu này Thì nên Bắt đầu Từ đâu này? Đấy thì nó có thể gợi ý cho mình Mình có thể hỏi nó là gì? Nên học cái gì? Hoặc là cái vấn đề Làm sao để xác định được vấn đề nghiên cứu thì Sau đó mình có vấn đề nghiên cứu rồi Thì với cái nghiên cứu này thì Chúng ta thì thì gợi ý cho tôi cách Để chúng ta có thể Triển khai nó Hoặc là Yêu cầu nó là viết cho mình cái phần gọi là gì nhỉ? À, dàn bài của một cái đề cương nghiên cứu chẳng hạn, đúng không? Thế giả sử như là một số bạn muốn làm nghiên cứu về một cái chủ đề nào đấy. Màn hình mờ à? Các bạn có bạn nào bị màn hình mờ thì đánh số 1 còn bạn nào không bị màn hình mờ đánh số 0 cho xem nào. Tôi thấy nét mà. Nét căng mà. Nếu mà bạn nào bị màn hình mờ thì thoát ra ngoài xong rồi vào cái đấy, các bạn xem ngon mà, đấy. Đấy, hầu hết là không hết đúng không đấy. thoát ra xong vào lại thì chắc là cái 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 của bạn nó bị ấy thôi thoát ra xong vào lại nhá thoát ra xong vào lại cái nó sẽ ok đấy, hoặc là do đường truyền của các bạn nó kém quá thế thì để mà kiểm tra được cái đường truyền của mình nó tốt hay không ấy các bạn có thể vào cái phần gọi là speed test ấy. đấy các bạn dùng cái trang web này này đấy, speed test này này đánh chữ speedtest.net nhé đấy sau đó các bạn kích go một cái này thì nó sẽ nó sẽ kiểm tra cái tốc độ đường truyền của các bạn nếu mà tốc độ đường truyền của các bạn nó thấp quá đấy. nếu mà nó thấp quá thì là nhiều khả năng là nó sẽ ảnh hưởng đến là cái chất lượng ấy và đợt gần đây thì tôi cảm giác là cái 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 đường truyền nó cũng hơi 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 kém đúng không đấy đấy đại loại thế nhé kiểm tra Thế một số bạn hỏi là cái tốc độ bao nhiêu thì vừa Cái tốc độ mà để các bạn có thể xem zoom, zoom tốt ấy, Thì nó phải khoảng từ 30 đến 50 30 đến 50 thì ok Đấy, Của tôi là 93 là tốt rồi đúng không? Rồi Thế thì đấy là cái tính năng rất là bình thường. Đấy chúng ta cứ trò chuyện ở nó chúng ta hỏi, đúng không? Chúng ta có câu hỏi gì đấy mình hỏi họ, hỏi hỏi nó, đúng không? Đấy giả sử như là tôi muốn nghiên cứu về này, tôi muốn nghiên cứu về gọi là biến chứng đúng không biến chứng của đái tháo đường chẳng hạn hãy viết cho tôi một dàn bài đôi khi viết chữ dàn bài nó không hiểu chúng ta viết hẳn chữ outline đề cương nghiên cứu Đó này đúng không? Đấy, thì nó sẽ nó sẽ viết ra cho các bạn đúng không? Đấy, các bạn càng yêu cầu nó cụ thể thì nó sẽ càng viết cụ thể. Đấy, các bạn có cái tiêu đề nó cụ thể thì nó sẽ ra tiêu đề cụ thể đúng không? đấy thì nó sẽ ra nó sẽ nó sẽ cho chúng ta biết được là giới thiệu này tổng quan tài liệu này câu hỏi nghiên cứu này, đấy, rồi thì là phương pháp nghiên cứu này, đấy, đủ các thứ luôn. rồi Thế thì đấy là những cái rất là cơ bản thì các bạn có thể ứng dụng nó. Thế bây giờ tôi sẽ cho các bạn thêm một cái một cái bí kíp nữa cũng rất là hay ho mà cái này thì chỉ có cái chat GPT 4 tức là cái bản trả phí thì nó mới có thôi. Thế còn cái bản mà 3.5 bản mà, mà miễn phí đấy, thì nó không có. Tức là gì? Là các bạn có thể bạn có thể upload cái file cái file bài báo lên trên này thế sau đó thì yêu cầu nó tóm tắt lại đúng không? thế thì một số bạn hỏi bây giờ là làm sao lấy cái file PDF thì rất dễ đúng không? chúng ta có thể lên một cái trang web nào đấy, một lên một cái trang web của một cái tạp chí nào đấy, đấy. giả sử nhá, thì các bạn có thể lên cái trang web là New England này, New England Journal of Medicine chẳng hạn nhé, tôi sẽ làm đúng cái quy trình để cho các bạn xem này, các bạn chúng ta vào đây đúng không? Đấy. thế thì ở trong này thì ngày xưa thì cái cái cái, cái trang này nó miễn phí, nhưng bây giờ thì nó có nó sẽ bắt các bạn phải trả phí nhưng mà trong này thì có thể có những cái bài báo nó miễn phí thế thì chúng ta nhìn thấy có cái bài nào miễn phí chẳng hạn đúng không ví dụ như bài này miễn phí này đúng không thì mình kích bài này sau đó mình lấy về xong đâu mình đọc thế mà cái việc đọc tiếng anh thì có phải là rất là khó đúng không hầu hết chúng ta đều có rào cản tiếng anh kể cả tôi tôi cũng thạo tiếng anh một chút nhưng mà mình đọc này nó không không phải là dễ dàng mà đọc nó dài lắm đúng không thế thì các bạn sẽ tải nó về này kích tải nó về này pdf này Đấy. Thế sau đó thì các bạn sẽ lưu nó vào giả sử như chúng ta lưu vào desktop chẳng hạn đúng không? Đấy. tôi lưu vào desktop nhé. Đấy. sau đó thì các bạn vào chat gpt đúng không? thế thì cái kinh nghiệm là gì là chúng ta mở ra một cái tab mới, đúng không? chúng ta kích vào đây, chúng ta mở ra một cái mới hoàn toàn. sau đó các bạn kích vào cái cái chỗ này này, kích vào chỗ này này. đấy, thế mình upload nó lên, đấy, upload nó lên. Đấy. Đấy, cái file đây nhá, mình vừa tải về đây nhá, đúng không? mình upload nó lên, đúng không? Để chờ một tí nữa upload. thế sau đó thì các bạn hỏi nó, đúng không? hãy tóm tắt bài báo này cho tôi, đúng không? hãy tóm tắt bài báo này cho tôi, Để bằng theo đúng không? theo năm ý, chẳng hạn này theo ba ý đúng không? theo ba ý thôi nhé, tôi lười, các bạn có thể yêu cầu nó tóm tắt bằng ba ý hoặc năm ý hoặc là gì đấy chẳng hạn, tùy, đúng không? Theo ba ý, đúng không? Ba ý chính. đấy thế thì bây giờ, bây giờ nó sẽ đọc, nó đọc, sau đó thì nó sẽ tóm tắt cho mình. Ở đây nó bị lỗi gì đấy. đấy đôi khi là cái internet là nó có, có vấn đề, nên nó sẽ báo là lỗi. để Chúng ta lại kích để cho nó đọc lại thôi. nó có một cái lỗi gì đấy thì chúng ta sẽ upload lại nhé cái chuyện này là chuyện bình thường mà bây giờ là nó chạy là như là tương đối là tốt đấy thế còn ngày xưa là nó nó còn bị lỗi nhiều hơn đúng không này tóm tắt tóm tắt bài báo này theo ba ý chính đúng không Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó bắt đầu nó đọc này. Đấy, nó đọc. Nó phải đọc đã sau đó thì nó mới tóm tắt cho mình cho nó gửi lại cái thông tin đấy cho mình có thể giờ này là cái giờ cao điểm cho nên là nó sẽ bị như vậy Đấy các bạn thấy không? đấy bắt đầu nó 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 đọc và sau đó thì nó sẽ tóm tắt ra này và nó đang xóm tóm tắt ra bằng tiếng anh hai ông anh em ơi hay 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 ông hay ông hai ông đấy chúng ta chờ một tí nha. Không hiểu sao nó lại không không hiểu sao nó lại viết thành hai lần nó chờ chờ một tí chờ một tí chờ một tí chờ một tí, chờ một tí. Rồi, thế thì có phải là như vậy là nó thành tiếng Anh đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ yêu cầu nó dịch cho tiếng Việt. Đấy. Dịch cho tôi ra tiếng Việt. Đấy. Đúng rồi, rất thông minh đúng không? Và bây giờ nó sẽ dịch cho mình ra tiếng Việt. Thế mình sẽ ngồi một lúc mình đọc đúng không? Mình đọc có phải là chúng ta sẽ tốn cả ngày mình đọc không xong. Thế nên nó tóm tắt phát nó biết ngay đúng không? bài báo từ tạp chí New England Journal of uh, New England Journal này. Uh, uh, nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng gát hóa lỏng thay cho nhiên liệu sinh khối trong nấu ăn đối với tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Đấy cái dùng dùng cái cái, cái, cái ga cái ga hóa lỏng ấy, LPG đấy, đúng không? là ảnh hưởng đến cái việc mà suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Nó thiết kế nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên với 3.200 phụ nữ mang thai ở các nước thu nhập thấp và trung bình tập trung vào việc thay thế nhiên liệu sinh khối bằng LPG để giảm nguy cơ suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Mặc dù nhóm sử dụng LPG tiếp xúc ít hơn với bụi mịn nhưng không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ sau 12 tháng giữa nhóm can thiệp và nhóm đối chứng. Kết luận, việc can thiệp bao gồm việc thay thế nhiên liệu sinh khối bằng LPG để nấu ăn không giảm đáng kể nguy cơ suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ cho thấy các yếu tố khác có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Đấy. Thì chắc là nó có một cái, có một cái thông tin gì đấy hoặc là có một cái gì đấy người ta băn khoăn xem là cái sử dụng cái, cái 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 nguyên liệu nấu thức ăn đấy thì nó có ảnh hưởng gì đến việc suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ hay không? Mà họ làm nghiên cứu mà họ thấy rằng là không có ảnh hưởng lắm, đúng không? Thì họ kết luận là không có ảnh hưởng và họ nói là gì? Là có thể có một cái nguy cơ khác nào đó nó ảnh hưởng đến việc suy dinh dưỡng đấy, đúng không? Đấy. Thì chúng ta mất có mấy mấy giây thế là chúng ta ngồi phát thế là đọc hết được cả cái bài báo ở trên cái tạp chí uy tín nổi tiếng này đúng không hay không anh em ơi hay đánh chữ hay cái đánh số một cái như tôi biết là anh em vẫn đang theo dõi và anh em thấy là nó hữu ích đúng không thế thì anh em có thể sử dụng cái cách này để mà đọc các bài báo của mình giả sử như là xếp giao cho một cái một cái bài báo bảo đọc xong rồi chia sẻ lại cho các đồng nghiệp thế thì ngồi phát thế đọc này đúng không để hiểu đúng không thậm chí ở đây mình có thể hỏi nó xem là là kết quả chính của nghiên cứu này là gì chẳng hạn ví dụ thế chẳng hạn đấy, nó sẽ đấy đấy mình nói kết quả chính là luôn đúng không đấy. thế xong một số bạn học tôi rồi thì biết biến ao căm đúng không thì hỏi biến ao căm là gì cách đo lường biến ao căm như thế nào đúng không ví dụ thế <laughs> đấy, nó nói luôn này kết quả chính của nghiên cứu này không có sự khác biệt về suy dưỡng đúng không Đấy, mình có thể hỏi nó là biến ao cam chính của nghiên cứu này đúng rồi hỏi về thiết kế nghiên cứu Đấy, thì em có thể ứng dụng cái này xem hỏi về thiết kế nghiên cứu xem là sử dụng thiết kế nghiên cứu gì cách triển khai đúng không cách tính cỡ mẫu của nghiên cứu này là gì chẳng hạn đúng không? Cách tính cỡ mẫu như thế nào đấy. Để, để, nó trả lời xong tôi hỏi nhé. Kết quả chính của nghiên cứu này là việc sử dụng LPG thay cho nhiên liệu sinh khối nấu ăn không giảm đáng kể nguy cơ suy, suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ sau 12 tháng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở nhóm sử dụng LPG là 27,4% so với 25,2% ở nhóm đối chứng không cho thấy sự khác biệt lớn giữa hai nhóm. Đấy kết quả đúng không? Cái này là 20 đô một tháng, đây là 20 đô một tháng. Rồi, thế thì mình hỏi là, nói là xem là à, cách tính cỡ mẫu của nghiên cứu này. đúng nhỉ anh em băn khoăn về cái tính cỡ mẫu đúng không em hỏi nó xem nó tính cỡ mẫu như nào Đấy. cỡ mẫu của nghiên cứu này được tính toán dựa trên việc đảm bảo đủ sức mạnh thống kê cụ thể nhóm nghiên cứu ước tính cần 1.440 người tham gia cho mỗi nhóm can thiệp và đối chứng để có 80% khả năng phát hiện sự khác biệt về nguy cơ suy dinh dưỡng với tỷ lệ nguy cơ tương đối là 0,81 giả định tỷ lệ suy dinh dưỡng cơ bản là 30% trong nhóm đối chứng và mức độ tin cậy là 0,0125 điều chỉnh cho 4 kết quả chính của thử nghiệm Đấy. mục tiêu này được thiết lập để giữ tỷ lệ lỗi loại 1 tức là nguy cơ cái gì à? À, sai số loại 1 hay sai lầm loại 1 đúng không cho toàn bộ nghiên cứu ở mức 0,05 ấy nó nói hết nó giải thích hết cho chúng ta rồi, đúng không? Rồi, thì đấy là cái công cụ Chats gbt trong cái việc mà ứng dụng trong việc đọc tài liệu. Cái cái trước đó là gì là chúng ta có thể ứng dụng cái đấy để chúng ta có thể gì nhỉ? Có thể uh, phát triển ra một cái nghiên cứu còn cái này là gì là mình có thể đọc đọc các cái nội dung đúng không để mình tóm tắt được cái bài báo. Thế còn uh, ngoài ra thì cái này nó cũng có một những cái hay rất là hay ho liên quan đến cái việc là là mình có thể vẽ hình vẽ hiếc đấy thì lúc nãy tôi vừa nói đến chuyện vẽ hình thì nhân tiện đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn luôn cái tính năng này của nó xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với vũ duy kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi